Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chào buổi tối của Đài truyền hình Kết số VTC. Hôm nay là thứ tư ngày 30 tháng 8. Tôi là Hương Trà. Tôi là Thùy Linh và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những đầu tin chính trong buổi tối ngày hôm nay. Xét xử vụ án bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long bị cha ruột và ông nội nhẫn tâm xâm hại nhiều lần. Tiếp tục thông tin về lò đào tạo thạc sĩ tiến sĩ ở Học viện Khoa học xã hội Vị giáo sư hướng dẫn cùng lúc 56 học viên nghiên cứu sinh là ai Nhập thuốc điều trị ung thư giả, song ven phạc ma lại mang đến nỗi đau thật cho những bệnh nhân ung thư đang từng giờ chống chọi với cái chết Muốn tiết kiệm 5 phút di chuyển mỗi ngày, thợ cơ khí ở Czech tự chế tạo máy bay để đi làm được mở đầu bản tin ngày hôm nay bằng một thông tin liên quan đến xâm hại trẻ em đặc biệt nghiêm trọng, từng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ xảy ra tại Vĩnh Long. Sáng ngày hôm nay 30 tháng 8, tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại bé gái 11 tuổi với hành vi hiếp dâm trẻ em. Người cha mất nhân tính đã phải lĩnh án tù trung thân. Theo cáo trạng thì trong thời gian từ đầu tháng 9 năm 2016 đến cuối tháng 3 năm 2017, Phan Thanh Tuấn đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình. Trước mỗi lần quan hệ, Tuấn đều cho con gái uống thuốc tránh thai và dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết cả hai mẹ con. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã đưa Tuấn đi giám định tâm thần và xác định trước trong sau khi gây án, và hiện nay thì Tuấn bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Đặc biệt, cha đẻ của Tuấn là Phan Thanh Sơn, sinh năm 1955, cũng bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em, do là đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu nội của mình. Do tính chất đặc biệt của vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ xét xử riêng bị cáo Phan Thanh Sơn về hành vi hiếp dâm trẻ em vào ngày 11 tháng 9 tới tiếp tục thông tin về những sai sót trong quá trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi được dư luận gọi là lò ấp thạc sĩ tiến sĩ. Những ngày qua dư luận rất quan tâm đến thông tin một vị giáo sư tại học viện này cùng một lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ và 12 nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ. Vâng, nhiều người băn khoăn không biết là vị giáo sư này là ai, chuyên ngành là gì, đảm nhiệm vị trí nào mà có thể bố trí thời gian công việc để cùng lúc hướng dẫn cho nhiều người như vậy? Và sau đây sẽ là một số thông tin mà phóng viên chào buổi tối tìm hiểu được về vị giáo sư này. Giáo sư Tiến sĩ Võ Khánh Vinh nguyên là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, từ năm 2010 đến năm 2016, ông kiêm nhiệm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội. Chuyên ngành của ông Vinh là luật học. Theo kết luận thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian làm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, ông đứng đầu danh sách những người hướng dẫn vượt số lượng học viên, nghiên cứu sinh so với quy định. Cụ thể như vào năm 2015, giáo sư Võ Khánh Vinh hướng dẫn đến 44 học viên thạc sĩ các ngành luật, chính sách công và công tác xã hội, 12 nghiên cứu sinh. Trong khi theo quy định, học hàm giáo sư chỉ được hướng dẫn tối đa 7 học viên cao học và không quá 5 nghiên cứu sinh trong một năm. Cũng trong năm này, chỉ trong một năm, Học viện Khoa học Xã hội đã cho ra lò 165 tiến sĩ. Cách đây một năm, tại Học viện này đã xảy ra lùm xùm lò sản xuất tiến sĩ khi trung bình hơn một ngày cho ra đời một tiến sĩ. Giáo sư Võ Khánh Vinh khi ấy đã khẳng định một cách chắc chắn, học viện này dư năng lực đào tạo 350 tiến sĩ mỗi năm. Một số người trong ngành giáo dục cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tiêu chuẩn một giáo sư không hướng dẫn Quá không quá 5 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 12 học viên thạc sĩ một năm do đã tính đến thời gian hướng dẫn, khoản tiền cho người hướng dẫn theo quy định à, Bản thân ông Vinh khi đó là giám đốc học viện chắc chắn là rất bận rộn để họp hành Vậy mà hướng dẫn gấp 4 lần tiêu chuẩn như vậy thì không biết ông sắp xếp thời gian kiểu gì đây ạ? vâng ừ, quả đúng là như vậy hơn nữa một câu hỏi nữa mà dư luận đặt ra là tại sao giáo sư võ khánh vinh lại đồng ý hướng dẫn nhiều như vậy phải chăng vì hướng dẫn nhiều thì tiền thanh toán cho người hướng dẫn tính theo giờ theo học viên sẽ cao hơn những người hướng dẫn ít hơn dư luận cũng băn khoăn về việc là ông vinh là giáo sư về ngành luật nghĩa là phải thượng tôn pháp luật các văn bản thông tư hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo cũng là văn bản pháp quy nhưng ông vinh lại không hề tôn trọng điều này Tiếp tục thông tin về vụ VN Phạc Ma làm giả giấy tờ để nhập khẩu thuốc. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra khẳng định đã niêm phong toàn bộ hơn 9.000 hộp H capita điều trị ung thư. Các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như chợ rẫy hay ung bướu cũng xác nhận không có bất kỳ viên H capita nào lọt vào các bệnh viện này. Tuy nhiên thì trước đó cũng chính vị VN Phạc Ma đã nhập khẩu thành công 7 loại thuốc khác với cùng một thủ đoạn như nhập khẩu H Capita từ một công ty ma có tên là Health 2000 Kanda. Vậy 7 loại thuốc đó là gì và số phận của chúng như thế nào? 7 loại thuốc khác mà VN Phạc Ma nhập về đã bị Cục Quản lý Dược rút khỏi danh sách lưu hành từ ngày 19 tháng 9 năm 2014, tức là sau khi vụ thuốc ung thư giả H. Capita bị phát hiện. Các loại thuốc này là kháng sinh tổng hợp với các hàm lượng khác nhau. Nhiều loại trong số đó đã trúng thầu vào bệnh viện trong khoảng năm 2012 đến năm 2014. Trong đó, H2K Ciprofloxacin dùng cho các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng như viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt còn H2 Levo được sử dụng trong viêm xoang cấp, viêm phế quản mãn. Các loại thuốc trên được dán nhãn công ty Health 2000 Canada cũng là một công ty ma với thủ đoạn nhập khẩu giống như với H Capita. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng vì không thu thập được đầy đủ chứng cứ và tăng vật nên không thể xác minh cụ thể số lượng, chất lượng và giá trị thực của lô hàng trên. Đến thời điểm này bộ y tế đưa, chưa đưa ra quan điểm hay nhận định nào về bảy loại thuốc trên. Vâng, trong khi dư luận chúng ta đang rất bức xúc về vụ việc hơn 9.000 hộp thuốc chữa ung thư giả của Ven Phạc Ma và chờ đợi Bộ Y tế có những câu trả lời thỏa đáng, thì mới đây, Bộ này lại khiến tất cả bất ngờ có công văn về việc tạm hoãn tổ chức buổi tọa đàm đánh giá về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng lậu trong lĩnh vực dược phẩm chỉ 2 ngày trước khi buổi tọa đàm này được tổ chức. Để kế hoạch tọa đàm sẽ diễn ra vào sáng mai 31 tháng 8, việc gửi giấy mời in ấn tài liệu chuẩn bị địa điểm đều đã được bộ y tế hoàn tất. Tuy nhiên, lý do bộ này muốn hoãn tọa đàm về quản lý thuốc sang đầu tháng 10 với lý do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, cần tập trung ứng phó khẩn cấp dịch bệnh. Buổi tọa đàm này do Bộ Y tế phối hợp cùng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tổ chức để đánh giá 2 năm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chống buôn lậu hàng giả trong lĩnh vực dược phẩm, đồng thời cũng bàn các giải pháp để ngăn chặn tình trạng buôn lậu dược phẩm. Việc hoãn tổ chức tọa đàm vào phút chót khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn, phải chăng là Bộ Y tế đang có tật giật mình, không dám trao đổi thẳng thắn về vấn đề quản lý thuốc giả vào thời điểm này. Trong một diễn biến khác trong phiên họp thường kỳ chính phủ vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế phải rất nghiêm túc, nhất là khi liên quan tới sức khỏe của nhân dân. Vâng, cũng được gọi là thuốc nhưng có lẽ là thuốc lá mang lại nhiều tác hại, hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lợi ích ít ỏi mà nó đem đến cho người hút. Không chỉ khiến cho hàng triệu người chết dần chết mòn vì bệnh tật, thuốc lá đôi khi còn có thể trở thành động cơ của những vụ án mạng theo cách mà ít ai ngờ tới. Và mới đây một đầu bếp tại Ấn Độ sau khi nhận được chẩn đoán ung thư vòm họng liền mua súng và bắn chết người đồng nghiệp đã dù mình hút thuốc. Mustakim Ahmad, 25 tuổi, là một đầu bếp đang làm việc tại nhà hàng của anh rể ở phía tây thủ đô Delhi, Ấn Độ. Sau khi được chẩn đoán ung thư, Ahmad đã mua một khẩu súng ngắn và luyện tập sử dụng để không bắn trượt khi đối đầu với người đồng nghiệp. Trong lời khai với cảnh sát, Ahmad cho biết mình rất tức giận sau khi biết được bệnh có liên quan đến hút thuốc. Anh này chưa từng hút thuốc và cũng không gặp vấn đề gì về sức khỏe cho đến khi được người đồng nghiệp đến từ Myanmar giới thiệu với thuốc lá và cần sa. Ahmad đã bị bắt trong vòng 24 giờ sau khi sự cố xảy ra. vâng thuốc lá nổi tiếng vì chất nicotine tuy nhiên thì bạn ít có thể ngờ tới rằng tên gọi này lại được đặt theo tên của một ngài đại sứ Jean đại sứ của pháp tại bồ đào nha người đã mang cây thuốc lá về pháp trên một chuyến tàu vào năm 1559 lúc đầu thì cây này được coi là cây thuốc với nhiều thuộc tính y dược cho nên người ta lấy tên ngài Nicot đặt cho phần tử nicotine có trong cây thuốc lá và cho đến tận giữa thế kỷ trước thì các công ty thuốc lá giấu nhẹm những kết quả nghiên cứu bất lợi của thuốc lá và hợp thậm chí là bóc mép để nói rằng thuốc lá có lợi cho sức khỏe và những ngôi sao nhiều bác sĩ đăng đàn ra sức quảng bá cho việc tiêu thụ thuốc lá. Vâng, thậm chí đã từng có thời thuốc lá được đưa vào trường học cho học sinh, tùy theo độ tuổi mà sẽ được hút nhiều hay ít, đôi khi nó còn là phần thưởng cho bọn trẻ nữa. Sau hàng trăm năm phát triển sản xuất thuốc lá phát triển ngành thành ngành công nghiệp lên đến 500 tỷ đô la Mỹ, thao túng chính trị, người nổi tiếng và cả ngành y tế, do đó sẽ có rất khó có chuyện cấm sản xuất tiêu thụ thuốc lá trong tương lai gần, dù mỗi năm vẫn có hàng triệu người chết vì nó. Thưa quý vị và các bạn, khi câu chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai trước dư luận về chuyện anh đã phải chịu nhiều tủ nhục và phải trả nợ 20 tỷ đồng thay cho mẹ suốt nhiều năm qua vừa mới lắng xuống, thì mới đây ca sĩ Đông Hùng top 3 Việt Nam Idol năm 2014 lại khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh bàn tay bị chém nhiều vết. Ca sĩ trẻ cũng chia sẻ về cuộc sống khốn cùng hiện tại do món nợ tiền tỷ của mẹ mình suốt nhiều năm qua. Tối qua 29 tháng 8, trên trang mạng xã hội cá nhân, nam ca sĩ trẻ Đông Hùng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái, chia sẻ tâm trạng tuyệt vọng khi đang phải gánh nợ cho mẹ ruột của mình. Kèm theo đó là hình ảnh cánh tay của anh bị thương vì nhiều vết chém, mà nguyên nhân được cho là do sâu sát với chủ nợ của mẹ. Anh chia sẻ thời điểm thi Việt Nam Idol năm 2014 cũng là lúc gia đình anh phải bán nhà vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn vì khoản nợ 16 tỷ đồng. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Đông Hùng đã trả được phần lớn khoản nợ. Đến đầu năm 2017, số nợ còn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số nợ tiếp tục tăng lên vì mẹ anh chơi họ và vay nặng lãi, mỗi tháng Nam ca sĩ phải trả tới 70 triệu đồng, không còn cách nào khuyên nhủ mẹ mình nên cũng giống Đàm Vĩnh Hưng, Đông Hùng đành bất lực công khai mọi chuyện và cầu xin các chủ nợ không cho mẹ của mình tiếp tục vay nợ. Thông tin hãng Toyota tiến hành triệu hồi số lượng xe kỷ lục với hơn 20.000 xe Vios và Yaris do lỗi túi khí Takata đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng bởi đây đều là những dòng xe phổ biến với người dùng Việt Nam. Tuy nhiên điều khiến nhiều người băn khoăn là vì sao hãng này không tiến hành triệu hồi túi khí bên lái mà chỉ có túi khí của hành khách phía trước. Toyota Việt Nam khẳng định túi khí bên phía người lái không bị ảnh hưởng vì được cung cấp bởi nhà cung cấp phụ tùng khác không phải Takata, do đó không cần thay thế cụm túi khí bên người lái. Hãng này cũng bác bỏ tin đồn cho rằng hãng triệu hồi xe do túi khí không bung. Toyota Việt Nam hiện đang tiến hành liên lạc với các chủ xe sử dụng mẫu Vios bị triệu hồi lần này. Tuy nhiên, với số lượng xe lớn và xe đã qua tay nhiều người sử dụng, nên khả năng nhiều chủ xe sẽ không nắm được thông tin này. Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết nhiều túi khí của Takata bị lỗi thiết kế nên khi túi khí nổ sẽ văng các mảnh kim loại ra như lựu đạn, gây nguy hiểm cho những người trong xe. Nhiều chuyên gia cũng đánh giá việc triệu hồi của Toyota Việt Nam là quá chậm. Bởi ngay từ đầu năm 2017, hãng sản xuất túi khí Takata đã nhận lỗi và phải nộp phạt cũng như bồi thường cho nạn nhân khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Việc Toyota giờ mới triệu hồi sẽ khiến người tiêu dùng Việt Nam chịu thiệt. Ai trong chúng ta cũng mơ ước sở hữu một chiếc ô tô để che mưa che nắng, đi làm đỡ vất vả, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên nếu đã có ô tô rồi mà vẫn chưa hài lòng, muốn đi làm nhanh hơn nữa thì chỉ có một cách, đó là tự lái máy bay tới nơi làm việc. Và đó chính là điều mà anh František Hadrava, một thợ cơ khí ở Cộng hòa Séc đã làm nhằm tiết kiệm 5 phút di chuyển trên đường mỗi ngày. Hadrava cho biết vì không muốn tốn 14 phút lái xe đến nhà máy mỗi ngày nên anh đã tự chế tạo ra chiếc máy bay nhằm tiết kiệm một nửa thời gian đi làm đi bằng máy bay thành đến nhà máy chỉ mất 4 đến 5 phút nhưng Hardrava bay đường vòng để không làm phiền mọi người vào lúc sáng sớm nên hết 7 phút sau khi hạ cánh ở đồng cỏ đối diện nhà máy anh Hardrava đẩy máy bay qua đường và bên trong bãi đỗ xe Dựa trên thiết kế của loại máy bay siêu nhẹ Minimax do Mỹ sản xuất, chiếc máy bay có một ghế ngồi có thể đạt tốc độ tối đa là 146 km h Tổng chi phí cho chiếc máy bay là 4.200 đô la Mỹ. Ngoài chiếc máy bay lái đi làm hàng ngày, Hadrava còn chế tạo thêm hai chiếc máy bay khác. câu chuyện này khiến tôi nhớ đến Kurt Van Dinsky, một chủ công ty công nghệ ở thành phố San Francisco ở nước Mỹ. Do cách nhà do nhà cách công ty hàng trăm cây số, nên Van phải đi làm hàng ngày bằng máy bay. Hàng ngày Badinski thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, mất 15 phút lái xe từ nhà ra sân bay ở Burbank để bắt một chuyến bay tới thành phố Oakland ở phía tây bắc của bang với khoản phí cố định là 2.300 đô la Mỹ để thanh toán hàng tháng và Badinski thì không bị hạn chế số chuyến bay từ thành phố Burbank tới Oakland và ngược lại. Vâng, Berlinsky không phải là người Mỹ duy nhất phải di chuyển hàng trăm cây số để đến nơi làm việc. Theo thống kê của Đại học Pacific, Stockholm là khu vực có lượng người di chuyển xa để đi làm lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 50.000 người phải di chuyển trên 90 phút mỗi ngày để đến nơi làm. Tại các phương Tây, thú nuôi được coi là thành viên trong gia đình, thậm chí trong hoạn nạn họ việc và bảo vệ, bao bọc cho vật nuôi cũng khẩn trương cần kíp y như với người. Kể cả khi phải đi di tản trong bão Harvey, một trong năm cơn bão nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, người dân bang Texas đã chọn bỏ lại đồ đạc quý giá nhưng nhất định không bỏ rơi thú nuôi. Bên cạnh các hoạt động cứu người khỏi trận lũ lụt sau bão Harvey, nhiều nhóm hoạt động vì động vật cũng đã được huy động để đưa chó, mèo đến nơi an toàn. Theo quản lý tổ chức phi lợi nhuận Houston Human Society, vì vật nuôi thì dường như tất cả mọi người bước xuống từ xuồng cứu hộ đều mang theo một con chó hoặc một con mèo. Tổ chức vì động vật BARC của địa phương cho biết đã điều xe kéo tới các điểm trú ẩn, không cho phép vật nuôi vào bên trong để làm chuồng tạm cho chúng. Trong tài liệu hướng dẫn liên bang về phòng ngừa và ứng phó thảm họa, các cơ quan chức năng Mỹ đã yêu cầu lực lượng cứu hộ lưu ý tới vật nuôi. Trong bão Katrina năm 2005, nhiều người dân cũng đã không đi di tản vì không muốn bỏ lại thú nuôi. Kể cả khi đã đến trung tâm cứu hộ, không ít người đã sẵn sàng ngủ ngoài trời với các chú chó và mèo của mình vì động vật không được phép vào bên trong. thưa quý vị và các bạn ung thư cái tên của căn bệnh đáng sợ ấy đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người và đang khiến không ít người hàng ngày phải đối mặt với nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần bên cạnh đó còn gánh nặng về kinh tế đủ khiến cho nhiều gia đình phải khánh kiệt chính vì thế khi vụ việc vn phạc ma nhập thuốc chữa ung thư giả bị phanh phui nhiều người bệnh cảm thấy vô cùng đau đớn vì không ngờ vẫn có kẻ nhẫn tâm trục lợi trên nỗi đau của họ trong chuyện tối nay chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu về suy nghĩ của những bệnh nhân ung thư về vụ việc đang gây xôn xao dư luận những ngày qua gánh nặng thuốc men hàng ngày đang bảo mòn kinh tế gia đình họ như thế nào và vị khách mời ngày hôm nay là chị Trần Thị Cẩm Bào, là người đã bị ung thư vú trong suốt 5 năm qua và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Trước tiên thì xin được cảm ơn chị Bào đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Chị Bào thân mến, trong những ngày qua thì dư luận không khỏi bức xúc về sự việc là công ty VN Phạc Ma đã giả mạo giấy tờ để nhập về hơn 9.000 hộp thuốc chữa ung thư. Ở góc độ là một người bệnh nhân ung thư thì chị có cảm giác có suy nghĩ như thế nào trước sự việc này ạ? À, trước tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả xem chương trình VTC14 và những người đồng bình của tôi. Bạn thân là một người bệnh nhân ung thư. Khi mà nghe cái tin như vậy thì không những là bản thân tôi mà tất cả những người đồng bình của tôi thật sự là họ bị sốc rất là hoang mang và quá lo sợ vì mình đã mắc một cái cắn bình như thế này đã là một cái nỗi ám ảnh một nỗi đau và bây giờ nhận được những cái tin như thế thì thật sự không phải là không thể nào mà tưởng tượng được và bản thân tôi lên án cái hành vi bất nhân đối với những người bệnh nhân. Vâng quả thực đó là một uh, thông tin là một cú sốc rất là lớn không chỉ đối với những bệnh nhân ung thư giống như chị bào mà với chúng tôi cũng như vậy. Mặc dù là đến thời điểm này thì Bộ Y tế đã khẳng định là trong số hơn 9.000 hộp thuốc giả đó, dù không có viên thuốc nào được lọt ra ngoài thị trường cũng như là được đưa vào sử dụng tại các bệnh viện và tại Bệnh viện Ung Bướu mà nơi mà chị đang điều trị hiện nay thì chị đã từng nghe đến tên loại thuốc này hay chưa ạ? Thực sự trong 5 năm tôi đi điều trị thì tôi chưa bao giờ nghe cái tên thuốc này ở bệnh viện và tôi cũng có tìm hiểu bản thân cái thuốc này nó đưa vào để sử dụng các cái căn bệnh ung thư ví dụ như là ung thư vú ung, ung thư dạ dày ung thư đại tràng thì tôi cũng vì tôi là người bệnh nhân ung thư vú do vậy tôi có chia sẻ với các bác sĩ và trao đổi với lãnh đạo bệnh viện thì rất là vui mừng là bệnh viện ung bướu hà nội không có cái danh mục thuộc đấy và không nhập để đưa vào sử dụng. Vâng, điều trị ung thư là một quá trình rất là dai dẳng với rất là nhiều những cái biện pháp khác nhau. Vậy với những bệnh nhân ung thư như chị thì thuốc có ý nghĩa như thế nào? Chị có thể chia sẻ với chúng tôi được không ạ? Là một người bình nhân nói chung cũng giống như là người bình nhân ung thư nói riêng, thuốc đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị. Vì quan trọng như vậy, họ mới đến bệnh viện để điều để mà được các bác sĩ cho mình một cái sức khỏe tốt. Do vậy là người bệnh nhân nếu mà sử dụng phải cái thuốc giả thì thực sự là rút ngắn sự sống một cách oan uổng. Vâng, thưa chị Bảo, tôi có nghe nói là thuốc trị ung thư thì rất là đắt. Vậy cụ thể đắt như thế nào thì chị có thể chia sẻ với chúng tôi cũng như quý vị khán giả được không ạ? Với bản thân tôi là một bệnh nhân ung thư vũ, trong cái quá trình đi điều trị thì một đợt hóa chất trung bình một người bình như tôi có thể là chi trả từ 30 đến 40 phần trăm trên cái đơn thuốc của phát đồ bác sĩ đưa ra và sau đấy được bảo hiểm chi trả 80 phần trăm đồng thời khi mình điều trị thì có một số loài thuốc mình phải tự mua để hỗ trợ trong quá trình điều trị do vậy điều trị ung thư là một quá trình dài dặn và đó là một nội ám ảnh tấm kể nỗi đau về thể xác và ám ảnh về mặt tài chính. Vâng ạ, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút uh, trung bình chị đang phải chi phí như thế nào cho mỗi tháng điều trị được không ạ? Ví dụ như với bản thân tôi á, thì à. phạt đô của tôi lại là uh, bình nhân dí căng thì cái việc di căn tái phát là khó tránh khỏi đối với người bệnh nhân ung thư và điều trị mang tính chất duy trì và lâu dài do vậy một đợt chúng tôi cũng có thể là hai ba triệu tùy tùy theo cái phạt đồ đưa ra của bác sĩ nhưng mà căn bệnh ung thư thì tất cả mọi người đều biết đó là một gánh nặng không phải cho bản thân cho gia đình mà cho toàn xã hội Dạ vâng và như chị chia sẻ đó thì uh, rõ ràng là để điều trị căn bệnh này là một gánh nặng kinh tế rất lớn uh, Và tôi đang muốn hỏi chị đây là có, chị có biết nhiều người đã phải bán nhà bán cửa đi để điều trị căn bệnh này không ạ? Bản thân khi tôi điều trị ở Bệnh viện Ung Bủ Hà Nội và những cái người bệnh nhân cung phong với tôi Thì có có những người, người ta đã bán từ nhà to, ví dụ như là 65 mét thì họ bán cái nhà đấy đi và mua lại cái nhà 2-30 mét để dư ra cái phần tiền đi điều trị và không chừng rồi đến một ngày nào đấy bản thân tôi cũng như những người bệnh nhân vậy thôi dạ, vâng Vâng, qua những câu chuyện mà chị Bảo vừa chia sẻ thì tôi cũng có thể hiểu phần nào những cái khó khăn, những gánh nặng về cả mặt kinh tế đối với những gia đình như gia đình chị và những bệnh nhân ung thư khác đang phải gánh chịu. Vậy thì chị có cảm giác như thế nào, chị suy nghĩ như thế nào khi mà có những kẻ thậm chí là muốn trục lợi trên chính những cái nỗi đau của những bệnh nhân ung thư như chị ạ? Bản thân tôi trong những năm tôi đi điều trị thì tôi hiểu được nỗi đau về thể xác tính thân gánh nặng về tài chính do vậy tôi cũng thường xuyên kéo gọi những nhà hảo tâm những mạnh thường quân hưởng về cộng đồng bệnh nhân ung thư chia sẻ cái nỗi đau nhưng mà thật sự là đến bây giờ tôi cũng không tưởng không không tưởng tưởng tượng được rằng là trong xã hội lại có những có người mà trục lợi trên nỗi đau của người bệnh nhân ung thư và không phải là bản thân tôi Những người đồng bình của tôi Và tôi nghĩ Những người trái tim còn nhịp đập Họ cũng phận nộ Và lên án Những cái hành động bức nhân như vậy Vâng, tôi có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của chị Bảo bây giờ đó là một sự xúc động rất là lớn, cú sốc rất là lớn trong tâm lý đúng không ạ? Vâng, trong suốt 5 năm qua trong suốt quá trình điều trị bệnh thì chắc hẳn là chị cũng biết rất là rõ về diễn biến bệnh tình của mình như thế nào. Vậy thì tôi chỉ giả sử thôi là nếu như chị và những cái bệnh nhân, nhân ung thư khác mà vô tình đã sử dụng một trong những cái loại thuốc giả ở trên thị trường để điều trị thì liệu là kết quả điều trị đó sẽ đi đến đâu? Chị có thể chia sẻ không ạ? Với một người mà mắc căn bệnh ung thư thì khi mình điều trị cài thuốc tốt mà sự sống nó còn khó khăn bởi vì là cái căn bệnh này là một cái căn bệnh mà mang tính chất duy trì nếu mà bệnh nhân mà dùng cái thuốc già thì cái việc điều trị nó bị vô hiệu hóa nó không có cái đáp ứng nó không có cái tác dụng thì cái việc tế bào nó tiến triển rất nhanh vì cái bản chất của nó là nhân của cấp số nhân do vậy cái điều đấy đã giết đi sự sống đã lấy mất đi tính mạng vâng, quả của thực người là... nhân vâng quả thực là hậu quả sẽ rất là khôn lường và cái hành động đó thực sự là rất là nhẫn tâm đúng không ạ vậy là một bệnh nhân ung thư thì chị mong muốn là bộ y tế của chúng ta sẽ giải quyết sự việc này như thế nào với cá nhân tôi và tôi nghĩ cũng như những người đồng bình của tôi họ mong muốn là các cơ quan ban ngành tham gia vào cuộc giải quyết vấn đề một cách thủ tình, đạt lý, đúng người, đúng tội để mang lại cái niềm tin cho những người bệnh nhân cũng giống như cho mọi người trong xã hội để thấy rằng là cuộc sống vẫn có nhiều người tốt vâng xin được cảm ơn những chia sẻ rất là xúc động và rất là chân thật của chị cẩm bào trong chương trình ngày hôm nay xin được chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và sẽ có những uh, bước tiến triển tốt hơn trong công việc trong quá trình điều trị bệnh của mình xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng. thưa quý vị và các bạn uh, những chia sẻ của chị cẩm bào ở trong chương trình ngày hôm nay có lẽ là một phần nào đó giúp chúng ta hiểu rằng là bệnh nhân ung thư vốn đã rất khó khăn bởi hàng ngày hàng giờ họ đang phải oan mình chịu đựng những cơn đau những vật vã của từng đợt hóa chất, xạ trị mà níu giữ thêm từng giây, từng phút của sự sống. Vậy mà nếu bất kỳ một ai đó có ý định kiếm lợi trên chính nỗi đau ấy của họ thì chỉ có thể là một tội ác. Hơn 9.000 hộp thuốc giả của VN Phạc Ma dù đã từng được sử dụng hay chưa, điều đó không còn quan trọng ở thời điểm này. Bởi dù gì thì sự thật là nó đã khía thêm nỗi đau nhói đến tận tâm can từng người bệnh ung thư và một lần nữa xin cảm ơn chị cẩm bào rất nhiều đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay và chia sẻ cái tâm trạng cũng như tâm tư của rất nhiều người tại Việt Nam của chúng ta không chỉ là các bệnh nhân ung thư à, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình chào buổi tối ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.